sẻ các bạn mọi người một kiểu nướng gần như là sườn đại hàng rồi đó. Xong rồi nướng rất là ngon. Cái này thì Angus beef, nó gần như là bò Kobe đấy, lại bò Kobe rất là ngon. Mua cho xem 10 đồng một pound, này ở 9 đồng mấy một pound, hơn 4 pound 40 đồng, rất là ngon. Thịt nó lai bò Kobe đó, thì nó pha mỡ vô đó, thịt nó nhìn thấy ngon này đó, bò nó pha mỡ vô gần như thịt ba chỉ đấy, nướng ăn rất là ngon mềm. Bò Kobe cũng như thế thôi, nếu phân biệt bò ngon hay không á, nhìn nó có lằn mỡ trong bò này, nướng ăn rất là ngon. Đó, rửa xong rồi để cho nó khô được một chút để ướp. Angus beef, con bò Angus beef này thì có một khúc nào thôi, nó lai như bò Kobe, thịt nó có pha mỡ vô đó, ăn rất là mềm rất là ngon. Cái kiểu cắt này nó gọi là short rib đấy, gần như là sườn đại hàn đó. Dạ, vì rất đơn sơ thôi, mình làm một ít sả, 2, 4, 6, 8 nhánh sả, 5 nhánh cũng được thôi, không sao đấy. Cái này nhà chồng thì mình làm hơi nhiều chút. Xé nhỏ ra. Cái như người trồng nhiều á, người ta xay sẵn bỏ đông đá, hay mua sả đông đá vậy cũng được. Sả tươi là ngon nhất, sả tươi nó thơm hơn. Lemongrass, sả, thịt sườn á thì mình cắt làm 3 khúc đó, rib cut in 3 piece, short rib. Bò giống như bò Kobe như mình nhắc đó, thấy không? Có mỡ nó pha chung với thịt. The best beef is like this. The fat is mixed up with the meat. It's like Kobe beef. Thấy very soft, very juicy.
This is a Black Angus beef. Bò Black Angus. Bò đen đó. Mười ba nhân ba được 36 miếng, 36 piece, 13 large one cut into 3. Soy sọt, nước xì dầu 4 muỗng. Bộ đồng ra được khoảng chừng 1 pound 1 muỗng. Three. Four. 4 muỗng xì dầu. 4 muỗng lý cầm ký, dầu hào. Tỏi khô khoảng chừng 2 muỗng. Two. Dry garlic. Ngon. Two dry garlic. Một muỗng nhỏ curry powder. Eight chicken boiler, average about 2 per pound. 8 viên súp gà, khoảng chừng 2 viên 1 pound. Nếu mà không muốn ăn mặn ấy, thì 1 viên 1 pound. Ok, we'll review sơ lại ha. 2 spoon of dry garlic. 4 spoon of sugar, 1 tablespoon, teaspoon of curry powder, 4 spoon of oyster salt right here, and 4 spoon of soy salt, and 8 chicken boiler. Mình dùng 8 viên súp gà, 4 muỗng xì dầu, 2 muỗng tỏi khô, 4 muỗng đường, 1 muỗng cà phê curry, 4 muỗng dầu hào cho 4 phao thịt for 4 pound short rib and lemongrass và sả nữa. Trộn lên, nướng rất là ngon. Đeo bao tay cho khỏi dính. Special recipe, gia vị đơn sơ đặc biệt, nướng ăn rất là ngon. You can put oven cook or barbecue pit, or you can cook electric fryer, it's good too. Nướng bằng mà loại gì cũng được hết á, bếp dưới nướng cũng được, ra ngoài nướng nhau trong cái lò barbecue cũng được, hay nướng bằng bếp điện cũng được. Thì cái này mình xài bằng bếp điện nướng, để khoảng chừng nửa tiếng hồ sau. Put in the fridge about 30 minutes. Take out and cook. Guarantee you like it. Bảo đảm rất là ngon.
Giờ mình lên bờ một chút. Lúc mấy hôm nay không có đi câu cá. Món này làm đồ nhậu hay gia đình ăn rất là đặc biệt, ngon. Trộn cho nó đều lên để trong tủ lạnh nửa tiếng sau là được, là tốt nhất 2-3 tiếng càng tốt. 30 minutes ready to go. 3-4 hours be the best. Cho nó thấm gia vị vô. Cái công thức ướp này đó thì nướng ướp gà cũng được luôn, sườn heo cũng được luôn, bò cũng được luôn, rất đơn sơ thôi, rất là ngon. Có cơ hội các bạn và quý vị cứ thử đi, rất là ngon, bảo đảm. Mình đã làm nhiều lần rồi, mang đi nhậu rất là ngon.